trường có 99 học sinh, từ 3 tháng sau dồn thành 2 lớp 9 và 2 lớp 10. Hôm nay về dự hội trường, đoàn học sinh khóa 3 gồm hơn 50 bạn ở tất cả các tỉnh phía Nam, phía Bắc rất phấn khởi. Báo cáo với hội trường các hoạt động của khóa 3 lập thành tích chào mừng 40 năm thành lập trường cấp 3 Bình Giang như sau. Ngay từ tháng 1 năm 2001, khóa 3 đã xin một số định đặc biệt chào mừng 40 năm thành lập trường với công trạng sinh hôi, biểu tượng cho cuộc đời thanh bạch của các thầy cô giáo và biểu tượng cho tâm hồn trong trắng học trò. Theo sáng kiến của các bạn khóa 3, một quyển tập thơ đầu tiên của thầy và trò cũ trường Bình Giang đã ra đời với tựa đề Từ Mái Trường Quê Hương. Tập thơ đã gói ghém tất cả tấm lòng, tình yêu và nỗi nhớ của thầy trò cũ trường Bình Giang với nhà trường, với quê hương và giữa thầy trò với nhau. Tập thơ là món quà tinh thần vô giá xin gửi tặng nhà trường nhân kỷ niệm nhà trường tròn 40 tuổi xuân. Cũng với tấm lòng và bàn tay tài hoa của mình, học sinh khóa 3 xin kính tặng nhà trường bức chân dung Bác Hồ, người thầy vĩ đại của cả dân tộc Việt Nam ta, bằng bức tranh sơn dầu bền mãi cùng năm tháng. Ngoài ra các bạn khóa 3 còn gắng sáng kiến khôi phục lại bài hát truyền thống của trường, làm cho bài ca đó lại lại rộn vang dưới mái trường với những lời ca hào hùng sôi nổi phía xa. Cũng hôm nay những học sinh đầu tiên đã hát bài ca trường Bình Giang với sự hướng dẫn trực tiếp của tác giả, đồng thời là người thầy vô cùng đáng kính là thầy Phạm Như Ngọc, với lứa tuổi 17-18 năm xưa nay lại tiếp tục thay thưa hát bài ca trường Bình Giang, mặc dù với lứa tuổi đã ngoài 50 và đã đều không lên bảng. Xin mời bạn là Nguyễn Văn Phú sẽ chỉ huy sàn ca.
Sang trường của chúng em mới đã bốn mươi vừa khó lên đẹp tươi huy hoàng. Bài học kỷ niệm ba học sinh khóa 1994-1997 viết dựa trên đề bài sắc màu hồng thân quả của nhạc sĩ Từ Huyên. Tôi công tác tại Bình Giang từ năm 62 đến năm 65 và kỷ niệm đó có bao giờ quên được trong cuộc đời của mình. Về thăm trường cũ Bình Giang, ngày xưa nhớ lại mênh mang một thời tuổi trẻ người ơi, một thời đẹp nhất vận người trong ta, chốc đà 40 năm qua. Để thương, để nhớ cho ta đời tâm sự này qua hoa khúc con đường vấn trường sáng tác của nhạc sĩ Duy Đức. Mời các anh vào đây các anh nhau, vào trong này chúng ta sang cả hai bên đi. Sang bên này đó, sang bên này đó.